tôi biết cô nghèo, cha mẹ thì chết hết rồi, nên cô mới đem cái nhan sắc của cô ra để quyến rũ cái thằng Tuấn con trai tôi. Cô bán rẻ tiết tinh cho nó để đổi lấy địa vị cao sang chứ gì. Nhưng cô đừng mong bám víu, vì cô càng bám víu thì càng thua thiệt. Chẳng khác nào như chùm gửi bám vào thân cây đó thôi cô à. Dạ thưa bác, nhưng bây giờ cô, cô đã lỡ, con lỡ của thầy. Hả? À, đó là tại cô dại dột đèo bồng thì cô phải ráng chịu chứ sao. Nếu thằng Tuấn thiệt giả yêu cô thì nó đâu có năn nỉ tôi đi cưới vợ cho nó đâu cô. Sao bác nói là anh Tuấn? Nó nhờ tôi đi hỏi vợ xong rồi cô à. Người vợ sắp cưới của nó là con một ông chủ hãng nước sơn giàu nhất ở Sài Gòn này đó. Trời ơi, trời ơi, tôi nghe qua như sét đánh bên tai. Có thể nào như vậy được sao? Ở trên đời này có việc gì mà không được đâu cô. Cô còn lạ gì thanh niên thời đại nữa chứ. Nó nói yêu cô được thì nó cũng sẽ nói với người khác nó yêu được mà. Không, con không tin anh Tuấn phản bội con để đi cưới vợ. Cô không tin, nhưng rồi cô cũng phải tin. Thôi, nói xa chẳng qua nói gần, hôm nay tôi đến đây là cốt yêu cầu cô một việc. Đó là việc gì thưa bác? Tôi đến đây là để yêu cầu với cô giúp về tương lai của thằng Tuấn. Trong khi ba nó qua đời, nó là người làm tôi an ủi. Dạ thưa bác, bác muốn nói gì? Tôi muốn nói rằng cô, nếu thật lòng yêu thương thằng Tuấn thì vì hạnh phúc gia đình, cô phải sẵn sàng hy sinh xa. Sao dời cũng không thể nào lai chuyển con tim. Nói như vậy là cô đâu có thật lòng yêu thương nó. Cô chỉ nghĩ đến quyền lợi của cô mà không nghĩ đến tương lai và hạnh phúc của người cô yêu. Thưa bác, lúc nào con cũng nghĩ đến anh Tuấn. Nếu như vậy, sao cô không dám hy sinh vì nó? Thưa bác, con sẵn sàng hy sinh nếu sự hy sinh ấy đúng nơi đúng chỗ. Cô Nga, thằng Tuấn nó sắp cưới vợ thì hôm nay cô hy sinh cũng là đúng nơi đúng chỗ rồi đó cô Nga. Bác, hơn nữa thằng Tuấn con của tôi là con nhà giàu địa vị một kỹ sư thì nó phải có vợ nơi môn đăng hộ đúng. Một lần nữa tôi xin cô, tôi xin cô hãy hiểu và sẵn sàng chấp nhận lời tôi. Phải, bác nói đúng, con có thể hy sinh vì anh Tuấn để cho anh được cưới vợ giàu sang, cho trọn bề muôn đăng hộ đối. Có như vậy cô mới thật sự yêu thằng Tuấn đó cô. Chứ ai lại phải hy sinh vì người con gái nghèo hèn khốn khổ. Bác ơi, xin bác hãy yên tâm, đừng băn khoăn lo nghĩ. Nỗi nhật ngày mai con sẽ rời xa vĩnh viễn nơi này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cô Nga, tôi cảm ơn cô. Tôi cảm ơn cô đã hy sinh để đem lại hạnh phúc cho con trai của tôi. Tôi tin rằng thời gian sẽ là liều thuốc giúp cho cô quên vết thương đau. Một lần nữa, tôi xin cô hãy... Thưa bác, tuy con nhỏ tuổi nhưng luôn luôn lập chữ tín làm đầu. Hứa ra một lời, chấp nhận sự hy sinh là cô vẫn giữ. Dù cho sự hy sinh ấy cô làm cho con tan lòng xé ruột. Cô Nga, đây, với số tiền 500.000 đồng và một bức thơ tôi để lại cho cô, tôi tin rằng nó sẽ giúp cô yên tâm mà ra đi tìm phương xa lập nghiệp. Chào cô. Là Chúa xót cho thân tôi, một kiếp qua bị sóng dập vô dùng, giữa dòng đời biết trôi và về đâu. Chị hai. Ủa, tại sao chị khóc? Có chuyện gì? Chị hãy nói cho em nghe đi chị hai. Ngân ơi, chị khổ lắm Ngân ơi. Mà việc gì chị phải khổ chứ? Vừa rồi cô má của anh Tuấn đến đây nè. Để làm gì vậy chị? Để vừa yêu cầu vừa bắt buộc chị phải hy sinh. Hy sinh? Hy sinh cho ai? Cho anh Tuấn. Chị, anh sắp cưới vợ rồi em à. Chị bảo sao? Anh Tuấn sắp cưới vợ à? Sao hôm trước anh nói với em là anh cưới chị mà? Làm sao mình có thể tin được lời nói ở đầu môi chót lưỡi đó em? Người ta cưới vợ là vì người ta chọn chỗ giàu sang môn đăng hộ đối. Còn chị em mình thì nghèo, có ai thật giả với mình đâu em. Nhưng còn đứa con của chị và anh Tuấn, họ có thèm nhìn máu mủ của họ đâu. Họ chỉ cho đó là đứa con vô thừa nhận mà thôi em mà. Chị hai, chị hai ơi, trong khi chị em ta đang sống trong cảnh yên vui, tuy nghèo mà thanh đạm, rồi bỗng đô đất bằng dĩ sông làm rung chuyển cả không gian vì trận bão giông vô cùng độc bợp nát con tim đành rẽ thủy chia quyền cho úa nhụy phải hương sơ sạc cánh quang đào. Nhìn chị khổ đau mà
của tôi là em đi tú tài phần nhất, nhưng đứng trước tình cảnh này chắc em không thể học được đâu. Trong khi hiện giờ chỉ gánh lấy khổ đau, còn em chỉ là kẻ trắng tay, hoàn toàn tay trắng. Nhắc nữa làm chi thêm nghẹn ngào cay đắng, cuộc đời chỉ đây rồng ghi lớn. Như dịch chắc chiều sớm mồ côi mẹ, như chim lạc đàn gì đã lìa cha. Thôi, thôi em mà, nhắc làm gì những chuyện đã qua. Chỉ biết rằng chị em mình phải rời khỏi nơi đây vĩnh viễn. Nói vậy là mình phải trả lại căn nhà này để dọn đi nơi khác à? Phải vậy không chị hai? Phải. Ủa, còn tiền này của ai mà nhiều quá vậy nè chị? Của má anh Tuấn, bắt buộc mình phải ra đi đó em mà. Còn bức thơ này chắc là của bả luôn chứ gì? Phải, cũng của má anh Tuấn để lại đó. Chị xem thư chưa? Không cần xem, chị cũng đủ biết họ muốn nói gì rồi em mà. Cùng lắm là họ cảm ơn lòng hy sinh của chị thôi. Rồi chị tính làm sao đây? Còn tính nữa sao em? Trước khi đi thì mình phải gửi thơ và tiền kia để trả lại người ta. Từ lâu em còn nghe lời ba, mình nghèo cho sạch rách mà không bớn. Vậy ta chớ dùng số tiền phi nghĩa này. Em thật là hợp với ý chị. Dạ, em đi học nghe chị. Em đi đi. Ok Nga, sáng nay em không đến tìm ai à? Nga. Ủa, sao làm thinh vậy? Bộ giận anh hả? Có gì mà coi cái mặt em biết xị vậy? Nè, giận xấu lắm nghe chưa? Ủa, con tiền này là của ai? Bao nhiêu mà nhiều quá vậy Nga? 500 ngàn. 500 ngàn? Còn bức thư gì của ai đây? Anh xem có được không? Ừ? Tùy ý anh. Thái độ của em hôm nay thật là lạ lùng à. Anh không có hiểu nổi à. Thôi, để anh đọc bức thư xem bên trong nói gì nha. Nga yêu quý của anh. Chà, mùi dữ ha. Từ ngày nhận được tin em đã có thai, anh sung sướng vô cùng. Anh cố gắng sắp xếp để chúng ta sớm được gần nhau. Nay anh gửi tạm số tiền 500 ngàn này cho em chi dụng, và nên kết thúc vở kịch cùng Dược sư Tuấn Si Tình ấy đi. Một ngày gần đây chúng ta sẽ cử hành hôn lễ, hôn em 100 lần, người yêu của em, Thầu Khoáng Quỳnh Dương. Trời ơi, trời ơi, có thể nào như vậy được sao? Đây là chiêm bao hay là sự thật? Nga, em hãy nói thật đi, bức thư này là của ai? Thì của người viết trong thơ chứ của ai. Anh đọc mà không hiểu được ở trong thơ nói gì à? Thôi, cô đừng nói nữa. Trời ơi, giờ đây tôi như người từ cung trăng rơi xuống. Khốn nạn, khốn nạn, thằng tôi không ngờ mà. Chính em còn không ngờ là bức thư này của nhân tình cô đã lọt đến tay tôi chứ gì? Không, anh Tuấn. Thôi, cô hãy im đi. Trời ơi, tôi những tưởng bấy lâu nay cô là người nết na thuần hậu, có về đâu cô lại xấu xa hơn những kẻ đê tiện xấu xa nữa kìa. Anh Tuấn. Thôi. Thiên Nga ơi, sao cô nỡ đem lòng quên mối duyên ban đầu? Ngày chúng mình thề ước 100 năm, lâu nay kết giao tương phùng, mà giờ này phải chia lìa nhau.
thì hãy để một mình tôi cam gánh chịu, vì đã trót yêu một người con gái đoan trang hiền hậu làm cho tôi say đắm mộng ân tình. Lời nói yêu thương như rót mật vào hồn, nhưng lời nói ấy là giọng kèn tiếng quyền để cho một tấm lòng sắc bén tờ gươm đau. Ôi những lời thề hẹn đổi trao, nay thực tế đã quá ra hận sầu ly biệt. Xin cảm ơn cô sớm cho tôi được biết hai chữ thủy chung của một kẻ vong tình. Ôi hối cao xanh ơi ông bài chi, tình duyên ngang trái tôi kiếp qua phải. Nhưng rất tiếc, nước mắt của cô trong lúc này không động lòng được tôi đâu. Cô đừng mong đem nước mắt cá sấu ra để làm bức bình phong mà che đậy được một tấm lòng xấu xa bỉ ổi của cô. Anh hãy nguyện rủa em đi, và dùng những lời lẽ nào đắng cay tồi tệ nhất mà trút hết lên đầu của em đi. Để rồi anh hãy quên em mà trở về lo cưới vợ. Phải, tôi phải cưới vợ chứ. Dù người vợ sau này tôi chưa yêu như đã yêu cô, nhưng tôi tin rằng thời gian nó sẽ giúp cho tôi bôi được bóng hình của kẻ xấu xa phản bội. Chào cô. Anh Tuấn, anh Tuấn, làm sao mà anh hiểu được sự hy sinh của em? Em đã tự giết chết con tim để cho anh trở về cưới vợ. Con số tiền và bức thư này là của má anh, của má anh mà. Anh Tuấn, anh có hiểu cho em không? Anh Tuấn. Trời buông trời đổ cơn.
số phận. Người về người ở cùng ta, thời gian lâu lắm, cuộc đời chỉ là bể sâu, tình sâu cứ đi đâu đó? Đi về bên nhà thăm ba tôi chứ đi đâu. Ba vẫn khỏe mạnh mà sao đi về thăm hoài vậy? Thì ổng mạnh khỏe nên tôi mới về thăm, chứ ổng chết rồi thì còn về thăm chi nữa. Em trả lời với tôi như vậy đó. Chứ anh biểu tôi phải trả lời làm sao đây? Trong khi anh cưới tôi về đây gần một năm nay nè, anh cũng ngó ngàng gì tới tôi đâu. Anh viện cớ ở hãng có nhiều công việc, ban đầu á anh cũng đi về, còn hơn một tháng nay nè, hầu như anh ở luôn trong hãng à. Anh làm chồng mà như vậy đó hả? Anh có coi được không chứ? Đó là vì nhu cầu cần thiết nên tôi mới ở luôn trong hãng. Còn em, trong lúc má tôi đang đau nằm bệnh viện, tại sao em cứ kiếm cớ đi hoài mà không lo săn sóc cho má tôi? Đành rằng là má anh đau, đúng như vậy. Nhưng mà trong nhà thì thiếu gì người ăn kẻ ở, không lẽ phải đợi tới tôi nữa hay sao? Hơn nữa, anh có mặt ở trong bệnh viện hàng ngày, thì còn gì mà anh lại hỏi tôi, là hỏi làm sao anh bắt lỗi tôi, sao không xét lỗi mình. Hay anh mơ tưởng bóng hình của cô Nga đang ở phương xa, thật quá chung tình với người lý tưởng hay đã hẹn hò. Nè, cô không được phép dùng lời về phao dù nói xấu cho người ta. Vì tôi với Nga ly biệt gần một năm nay, mỗi đứa mỗi nơi. Chỉ vì ly biệt với nhau, chắc lòng anh rất khổ đau, nên anh ân hận không cần đến vợ. Người vợ thủy chung luôn luôn kề cận, yêu chồng hết mực. Yêu chồng hết mực hay làm cho chồng mang nhục? Anh mang nhục là mang nhục như thế nào chứ? Thế nào thì cô tự biết lấy đó, sao cô hỏi tôi? Nhưng tôi muốn anh có bằng chứng rõ ràng hơn. Bằng chứng là sao có đêm tân hôn? Nói thật, tôi vô cùng ân hận. Có phải anh nói rằng tôi không còn trinh tiết,
Tùy cô hiểu lấy. Tại sao hồi đó không nói trước đi? Làm sao tôi biết được con gái con chủ hãng giàu có như cô mà không còn trong trắng? Khốn nạn! Trời ơi, anh cưới tôi về đây để rồi hôm nay anh hạ nhục tôi phải không? Thằng chồng lưu manh, thằng chồng điệu giả. Trời ơi, cái miệng nó trệ vậy mà nó điệu dễ sợ luôn vậy đó à. Trời ơi, xấu hổ cho tôi lắm nè trời ơi là trời. Cô hãy ở đó tự do mà khóc lóc đi. Tôi phải vào bệnh viện để thăm má tôi đây. Anh Tuấn, đứng lại. Anh đứng lại ông, tôi cắn lưỡi tôi chết cho mà coi. Đồ sợ ganh, thằng chồng khốn nạn. Trời ơi là trời, tức chết đi tôi nè trời ơi. Ừ, mà đi đâu đi phức cho rồi đi. Mặt gì đâu thấy ghét. Đồ cù lần. Việc này cũng tại ba tôi hết thảy á. Hồi đó mình yêu anh Thành, mình không chịu ưng. Mà một hai ông ép gả để rồi bây giờ phải chịu nhục nhã như gì nè. Trời ơi con khổ quá trời ơi. Khổ quá trời ơi. Khổ quá trời ơi. Liên. Trời ơi, thật cơ đấy. Liên. Anh Thành nè. Anh Thành ơi. Anh đi nè. Tại sao anh vào đây được vậy? Liên ơi, sở dĩ anh vào đây được là vì anh mới vừa đứng ngoài nhìn vô. Dược sư Tuấn trong nhà bước ra, anh biết là chỉ còn có một mình em, nên lén lén đi vào thử xem. Từ lâu đôi mình xa cách, lòng anh nhớ thương dạt dào. Mặc cho suối lệ tuôn trào, riêng em có hay nào hưởng hạnh phúc gia đình ấm êm. Hưởng hạnh phúc hay là sống trong tủi nhục à? Nè Liên, em nói như vậy có nghĩa là sao? Anh Thành. Sao? Thành ơi, anh có biết đâu sau đêm tân hôn, Tuấn đã biết được em không còn trinh tiết nữa, nên mới lạnh lùng và tìm cách lánh xa em. Vì thế cho nên đời em như cánh hoa phai tàn, không còn hương sắc như ngày xanh. Ông bướm nhân nhớ lượn quanh, giờ thì mong chi cam sầu vì duyên kiếp lỡ làng. Vì ai nên phải tủi thân một thời con gái, em chỉ còn mong mình anh xin chớ nên hờn. Duyên tình. Liên, em nói như thế có nghĩa là? Nghĩa là từ bấy lâu nay em sống cảnh cô đơn, nào khác chi chim lòng cá châu. Em thầm ước mong một ngày ta gặp lại, để được chung bóng bên anh cho đẹp mong ban đầu. Chỉ mãi ngập ngừng nhìn dòng nước lững lờ trôi. Em là người đang chết đuối giữa dòng sông, còn anh là chiếc phao để đưa em vào bến mong. Xin hãy thương em và ban cho cuộc sống, đừng bỏ rơi em vào khoảng trống ân tình. Liên, có phải Liên muốn an ủi Thành đó phải không? Thành ơi, em nói đây là gì? Thôi, tôi đã hiểu rồi. Cô được địa vị giàu sang nên cô muốn an ủi một người tâm hồn cô đơn lạnh lẽo, có phải không? Anh Thành, anh muốn nói... Tôi muốn nói là... Là sao? Cô nay đang say đắm tình mộng thắm vàng son, đâu nghĩ chi đến Thành đang khổ đau như mình. Anh thật tình yêu em bao giờ thay.
cây đã mà mơ bóng cô Hằng. Anh yêu em chẳng có chi bằng, mà em đây cứ lằng nhằng với Tuân để cho anh phải si tình đau đớn. Và anh không muốn ăn gì hết rau, ngóng trông em vẫn mịt mù tâm ca. Sao từ lâu em nhẫn tâm lạnh lùng, cho lòng anh lên máu ghen thật khùng. Thôi mà đừng có ghen nữa, mà em nói là em vẫn còn yêu anh mà. Thiệt hen. Còn riêng anh lúc nào anh cũng yêu em. Yêu em tha thiết đó, yêu em kịch liệt, yêu em bất diệt, yêu em như bò súc nhiệt. Kìa, cứ tự nhiên như là hai người điên đi. Ê cái thằng kia, Ê mày. Dạ. Mày vô xong mày không báo trước mày. Lạng nhách đâu? Tao khùng này khùng nọ nữa mày. Lạng nhách đâu? Nhà của tôi muốn vô chừng nào tôi vô chứ bộ. Không cần gì phải báo trước cha. Nhà của nó mà tôi hỏi nó vô xong hỏi trước. À tôi xin lỗi mày. Nghe tao hỏi nè, hồi nãy giờ mà vô đây mày có thấy gì không mày? Thấy sao không? Không thấy. Mày thấy gì? Thấy ếch bắt cặp. Ê, mày định nói xiên xỏ tao đó hả mày? Đâu dám đâu, tôi đâu có nói xiên nói xỏ ai đâu. Nhưng mà chị nên nhớ nè, hiện tại chị là vợ của anh Tuấn. Tôi rồi sao? Chị làm như vậy không sợ người ta nói à? Nói gì vậy? Người ta nói có chồng mà lại lấy trai, phát xuống âm phủ ăn hai tô mì. Ê, bữa nay mày muốn chuyện gì? Tao ăn thua đủ sẽ đi khỏi nhà. Cái thằng này nó muốn ăn đòn, nếu còn ngàn bương với tao. Mày chưa nghe cọp xám là danh của thằng Thành hả mày? Ôi, cọp xám hay là cọp gấu, có thấm gì đến móc mèo mông. Thôi đừng nói chuyện lung tung, mày đi chỗ khác kẻo tao nổi khùng. Thôi mà anh Thành. Chà, mày nói khùng thì tao nói điên, thử coi thằng nào hơn. Nhưng mà tao nói một là một. Như đinh đóng vô cột. Cái thằng công tử bột thật là dại dột, dám vô đây đột ngột quả ngu như con ọt. Mày biết con ọt không? Trời, mày chửi tao là con heo hả mày? Mày không phải heo, tao chửi mày chi? Ngon. Được rồi, vậy thì hôm nay mày sẽ biết tay thành cọp xám này. Đây nè, cái thằng cái mặt khùng kia, chỉ một cú rờ que của tao là mặt của mày dập như là dập mật nha mày. Không dám dập đâu, chưa đâu mày còn thua tao xa lắc à. Nè, sẵn nay tao tự giới thiệu cho mày được biết, tao là đệ tử thuộc hàng thứ nhất của võ sư Tư Cơ. Trời ơi, võ sư. Võ sư rồi sao mày? Đánh trên đỡ dưới ba sườn bầm đen. Ô, cái đồ dở ẹt. Tao cũng tự giới thiệu cho mày được biết. Muốn biết không? Tao cho mày biết nè, tao là đệ tử ruột của võ sư Bãi Trà. Võ sư Bãi Trà là sao mày? Đánh trên đỡ dưới thấy bà cái lưng. Ha, được rồi, giờ đây tao sẽ chỗ tài cho mày ném qua cái món khẩu sực xí quách của tao này. Mày thấy cái món đậu sực xí quách của tao chưa? Ây cha, trời ơi, mày ở dơ cái đầu nó toàn bù mắt không à? Ây trời. Hồi nãy mày dùng cái món cẩu sực xí quách cắn tao phải không mày? Còn giờ đây nè, mày hãy xem gậy đánh chó của cái bàn. Tao bỏ vô cái ống quyển của mày để tao đem về tao làm cái ống điếu. Hãy xem cái gậy đánh chó của tao đây. Xa à, chết mày chưa? Ây da, gậy ống quyển tao mày. Nhẹ nhàng cái ông nội ơi. Dừng lại. Kìa. Dược sư Tuấn à? Phải, tôi là dược sư Tuấn đây. Móc, ra xe dẫn má vào đây. Ê, bữa nay mày hên lắm nha mày. Nếu không có anh tao thì tao đi. Ê, sao mày đụ cái mặt móc? Thì mày đánh tao nằm nhà thương rồi chứ sao? Thì ra dược sư Tuấn đã chứng kiến tất cả những hành vi đê tiện bướm mông. Trong khi ta vắng mặt, thật quả là tồi tệ cho hạng đàn bà trách nết ni lang tâm. Đâu đâu đâu
là nó đã dẫn trai mà đến tận nhà này một cách công khai. Xin má bình tĩnh lại để rồi nói chuyện với vợ con. Còn gì nữa mà vợ với con, bằng chứng sờ sờ nó đã lấy trai. Trời ơi, về tôi mà lại gạt. Ai gạt hồi nào? Má nói ra đi. Tôi hãy mời cha nó qua đây. Bà khỏi cần mời tôi, chẳng gạt ai. Không gạt, không gạt mà tại sao cha con cô không nói trước là cô đã hư rồi? Vậy chứ có ai hỏi đâu mà nói. Trời ơi, tới nước này mà cô còn trả treo với tôi. Bà làm gì vậy? Mà khốn. Má, đánh tôi hả? Má, xin má nghĩ cho khỏe đi, để con xử trí với Liên. Cô Liên. Gì? Tôi hỏi cô. Cứ hỏi. Tại sao cô dám dẫn tình nhân của cô vào nhà trong khi tôi đi vắng? Đây không phải là tình nhân, mà tự giới thiệu cho anh biết chính là người yêu cũ của tôi. Phải rồi, bồ cũ không rượu cũng tới mà. Tại sao cô xử sự như vậy? Tại vì sao đêm tân hôn anh lạnh nhạt với tôi, anh khinh bỉ tôi, thì tôi cần phải có người yêu để sưởi ấm tâm hồn cô đơn lạnh giá chứ sao? Khốn nạn! Định làm gì tôi? Thật tôi có ngờ đâu cô là con gái của ông chú Hán, giàu sang khôn ngoan và học thức, mà sao lại đem thói bướm ông làm điểm nhục gia phong như kẻ vô nghi. Mất cả lương tri, không còn gì là liêm sỉ. Nghe nhẹ thôi nha. Tôi rất ngăn năn vì đã cưới cô về làm vợ. Một người vợ lắng nghe loạn, chẳng nhìn tròn câu đạo lý nhân luân. Anh Tuấn, nay anh đã hiểu thì không còn gì để mà chung sống với nhau. Ba tôi ép gả chớ phải nào có yêu mến anh đâu. Vậy thì giờ đây anh hãy cần quyết định cho xong. Cô không cần phải nói, rồi đây tôi và cô sẽ ra tòa ly dị. Ok, sẵn sàng chấp nhận. Ông Tuấn, ông dược sư Tuấn à, ông đã cưới lộn vợ rồi đó nghe. Liên là vợ tôi chứ không phải là vợ của ông đâu. Gái lộn chồng của một thúi hai, trai lộn vợ gia tài bỏ hết. Thôi chúng ta đi anh. Đi em. Bye bye. Bye bye. Độn dâu chua lét. Trời ơi, tôi không ngờ ngày nay tôi nhục nhã như vậy nè trời. Má. Trời má. Má. Em đi mời bác sĩ tới đây. Mau lên. Trời ơi, má vẫn làm chi cho khổ như thế này. Má ơi, má tỉnh lại đi má. Tuấn con. Dạ. Em con đâu rồi? Dạ em con đi mời bác sĩ rồi má. Còn mời bác sĩ làm chi nữa con? Má mệt lắm rồi, nhưng vẫn còn bình tĩnh để nói với con một sự thật. Sự thật thế nào hả má? Sự thật về bức thơ và số tiền 500.000 đồng mà con gặp ở nhà con nghe. Tất cả là của má. Hả? Là của má à? Phải. Tuấn ơi, vì má qua thương con, và cũng vì nặng câu hổ đôi muôn đắng, mà má đành lòng làm một việc trái với lương tâm vô nhân bất nghĩa. Trời ơi, chính bức thơ kia là do má nhờ người ta viết theo lời. Má dặn rồi đem đến tận nhà của nhà lúc bấy giờ, vì má biết rằng con
rồi tự ai nổi lên và cho rằng Nga phán bội, để con chịu trở về lo cưới vợ cho xong. Một mặt má dùng tiền mua chuộc, một mặt má tha thiết yêu cầu và bắt buộc sau cùng Nga phải bằng lòng hy sinh. Trời ơi, con nào biết được Nga hy sinh hạnh phúc vì mình, ôi cao quý vô cùng một tâm hồn thanh cao. Tuân ơi, những lời của má thốt ra hôm nay hoàn toàn là sự thật, một sự thật đắng cay mà chính bàn tay của má đã đành thầm chia rẽ mối duyên đâu. Sao yêu mềm nhu nhược, kẻ chẳng yêu thương lại cưới về làm vợ, nỡ để bạn chung tình dang dở một đời qua. Tuấn ơi, dạ, nay con đã hiểu hết sự thật rồi, vậy má xin con, má xin con tha thứ cho má. Má, má nhẫn tâm đuổi Nga đi trong khi nó bụng mang giả chữa. Để rồi bây giờ má nhẫn lãnh hậu quả đau thương. Đây là một sự quả báo trả dây. Thật là trời có mắt mà. Má, má, tỉnh lại đi má. Con, má, con hãy đi tìm Nga và xin với nó, nó ban cho má một lời tha thứ nghe con. Má ơi, dù chân trời góc biển con cũng quyết đi tìm Nga. Má, má hãy yên tâm dưỡng bệnh nha má. Không còn kịp nữa rồi. Má, trong giây phút cuối này má không nhìn mặt đứa cháu nội thân yêu. Tuấn, dạ, hãy bảo bọc em con. Dạ. Và nhớ đi tìm Nga. Con nhớ. Và cháu nội của má. Dạ con nhớ mà. Sầu cối biến bay, ai đành phụ nghĩa tình ai để sầu ly biệt. Oh.
để sầu ly biệt tháng ngày buồn đau. Chị hai, bé Tú ngủ rồi hả chị? Cháu mới ngủ đó. Hồi sớm nó hơi ấm đầu cho nên gây với chị quá à. Nhờ phần thuốc còn lại mà bác sĩ Phương đưa hôm qua, chị cho nó uống vào, nó mới chịu ngủ đó em. Kể ra, từ ngày chị em mình về Mỹ Tho này đến nay đã có hơn một năm rồi hả chị? Phải đó em. Hồi đó chị mới có thai 2 tháng, mà nay cháu Tú cũng đã 6 tháng rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Kìa Ngân, em xem, bé Tú nó ngủ mà mà còn cười có duyên ghê vậy đó, giống hệt như anh Tuấn à. Chị hai à, chị nghĩ gì mà nhắc đến anh Tuấn hoài vậy chị? Hay là chị còn thương ảnh? Không đâu Ngân à, người ta đã không thật dạ yêu mình cho nên mới đi cưới vợ, thì dù cho mình có nghĩ đến cũng vô ích mà thôi em à. Chị nói phải đó chị hai. Không phải em qua đùa cả năm, vì mía sau có đốt, nhà dột có nơi. Như thời buổi hiện nay, cuộc sống văn minh đua đòi theo vật chất, ít có người biết nghĩ đến nghĩa nhân. Vì vậy hơn một năm nay, chị phải sống kiếp lao lùng. Là quê người chỉ từng táo ngược xuôi, bằng nghề mai mướn để nuôi đứa em thơ. Giữa chợ đời lặng lóng nghe bơ vơ, chị em ta là quyết nhục thâm tình. Chị hai ơi, xin chị đừng nên xem đó là điều sầu tôi, mà phải ăn năn làm sao cho vết thương đau bớt đè nặng ở trong lòng. Nào có tốt đẹp gì đâu, bước đường đời em chỉ có nhau, dù đói no cũng không màng gian lao khổ nhọc. Em mong muốn lòng chị đây thanh thản để được nuôi con khôn lớn nên người.
có nghĩa là em... Em muốn cho chị Hải quên đi dị dạng, vì em thấy bác sĩ Phương đã thật tình yêu chị, hết lòng giúp đỡ cho chị. Vả lại anh Phương cũng là người ơn cứu tử cho chị mà. Làm sao mà chị quên ơn ấy cho được em? Chị còn nhớ trong lúc chị sanh khó, nếu không nhờ có bác sĩ Phương thì chưa chắc gì mẹ con chị còn sống đến ngày nay. Nhưng Ngân à, chị đây là gái đã có con rồi, còn anh Phương là trai chưa vợ, chị sợ rằng... Ôi, nhầm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó chị. Anh Phương biết chị có con mà ảnh vẫn yêu, thì chị cũng có quyền bước thêm một bước nữa, không có sợ gì hết á. À thôi, em đi công chuyện một chút xíu nha chị. Em đi à. À, chim nho nhỏ theo gió bay về đây, những lời ca tình ấy thanh thoát trên cành cây. Em con chim nho nhỏ theo gió bay về đây, em chờ cơm hoa trái đất cùng màu mơ hơn, không gian bừng sức sống, bướm ong lượm chập chờn. Em về đây giáng điện cho khu vườn thêm xanh, cảm ơn em kiều diễm biến khu vườn màu xanh. Nga. À, bác sĩ. Kìa, sao Nga gọi tôi là bác sĩ hoài vậy? Nghe nó cách biệt lắm đó. Nhưng dù sao bác sĩ cũng là người ơn cứu tử cho tôi mà. Đó, lại cũng ơn nghĩa nữa rồi. Chẳng qua là bổn phận của một lương y mà thôi. Dạ, xin mời bác sĩ. Mời anh Phương ngồi. Dữ ác không nè. Từ bao lâu nay mới được nghe Nga gọi tôi bằng anh đó. Gọi bằng bác sĩ hay bằng anh thì có gì là quan trọng đâu. Có chứ sao không Nga, vì hai tiếng bác sĩ kia nghe hoàn toàn xa lạ, không được gắn liền tình cảm của hai ta. Anh Phương, thân Nga hiện giờ như tàn một kiếp qua, không xứng đáng để được nương vào châu sứ. Cành quai tuy bị nắng táp sương chang dập dùi cho heo rù, nhưng anh là dòng nước mát trong xanh tưới vào cho cành lá xinh tươi. Đặt vào nơi châu sứ một loại hoa cao quý, suốt bốn mùa nồng đơm ngát bỏ qua bao nỗi u buồn, được thở khi trời và tâm mát hơi sương sẽ không còn ảm đạm thế lương. Anh xót thương một cành hoa dùng dài nên dùng lời an ủi thế kia, chớ thân Nga nào xứng đáng gì để anh đem lòng Nga ơi, kể từ khi được biết Nga,
được hiểu rõ hoàn cảnh và nỗi khổ đau của một người con gái. Sau bao đêm, anh âm thầm suy nghĩ, mới biết được lòng mình đã tha thiết yêu Nga. Anh Phương, Nga nào có xứng đáng chi đâu, trong khi Nga đã trải qua rồi thời con gái. Câu chuyện ấy hãy cho lui vào trong dị dạng, Nga nên nghĩ về hiện tại với tương lai. Hiện tại, hiện tại của Nga là một nỗi đắng cay, còn tương lai ấy chỉ là một áng mây đen đang trùm phủ. Vì thế mà Nga khuyên anh, anh Phương, đừng nên thương vì đóa hoa phai tàn, làm cho ngỡ ngàng kiếp qua rơi hương nhuyễn không còn. Càng anh càng yêu sao, thì chính Nga phải đâu là người có tội, mà đáng trách chăng là kẻ đã gây ra những điều nông nổi nỡ để cho Nga gian dở tuổi xuân thời. Anh đã yêu Nga vì đức độ ở trên đời, một cô gái vào lòng chung thủy, mà cuộc sống hiện thời cách biệt hẳn xa. Kẻ thì đua đòi vật chất xa qua, còn người thì lại mê xa vào dòng truy lạc. Còn riêng Nga là một cành hoa thơm ngát đã bị bớt nồng bỏ lối đi. Về thì thôi Nga đừng thương tiếc mà chi, đừng quá u buồn đau đớn sâu bi. Cho qua đành phải phai hương, cho anh lòng luôn dương dương. Ta hãy chung đường cho ước mộng tròn duyên. Anh Phương, anh không khinh em sao? Chẳng những anh không khinh em, mà trái lại, anh còn yêu em nhiều, nhiều hơn nữa. Nga, anh hai ơi, sửa soạn xong chưa? Xong rồi. Xong rồi thì hãy lên lầu tiếp khách chứ. Nè, cậu thay tôi tiếp khách một chút đi. Còn anh? Tôi phải chờ đón người bạn thân. Nay ngày sinh nhật của tôi, nên tôi gửi thơ mời bạn đến. Rồi anh có trả lời với anh không? Có. Hôm qua tôi được điện tín từ Sài Gòn cho biết rằng 9 giờ sáng nay anh sẽ tới. À ha, vì vậy cho nên anh chờ ảnh chứ gì. Phải đó cậu Ngân. Sáng giờ tôi cứ ra vào trong ngóng chờ đón một người bạn thân bên Pháp về nước lâu rồi. Đã về trước tôi gần tròn 3 năm không gặp mặt nhau. Chắc anh ta bận rất nhiều công chuyện nên mới xuống đây hơi trễ đó thôi. Tôi cũng đoán chắc là như vậy. Thôi được rồi, anh Phương ở đây ha, em lên lầu tiếp khách à. Ý trời ơi, mới nhắc mà nó đã tới rồi. Kìa, Tuấn Phương. Trời ơi, dữ ác không à. Đã 3 năm nay chúng mình mới gặp lại nhau, Mo mừng quá. Ngày đám cưới của Toa mà Mo không đến được để dự lễ cưới chúc mừng, thật là có lỗi với Toa quá. Nhưng vì có chút chuyện cần phải giải quyết,
mong Toa thông cảm cho Mo nha. Không sao, không sao, Toa hãy yên tâm. Hôm nay công chuyện nhà đã giải quyết xong, nên Mo đến đây trước là lễ sinh nhật của Toa, sau nữa là chúc mừng cho vợ chồng của Toa trăm năm hạnh phúc đó. Merci Toa. Nè, sẵn đây để Mo giới thiệu bà xã của mình cho Toa được biết nha. Em ơi, em à. Dạ. Em sang ngay. Chị đó anh. Có bạn anh đến nè. Nè, anh giới thiệu, đây là Tuấn, bạn của anh. Trời. Kìa. Hả? Đây là bạn của anh. Trời ơi. Ơ kìa, Nga, Nga. Sao, sao vậy nè? Không, không sao. Em chỉ bị chóng mặt một chút thôi anh à. À, chắc tại vì suốt đêm qua em mất ngủ nên mới bị chóng mặt đó thôi. Có lẽ là như vậy. Tuấn. Tuấn. Sao ngồi bí xỉ vậy nè? Chắc là đi đường xa mệt mỏi phải không? Có lẽ là như vậy đó Phương. Ủa, tại sao hai người lại nói có một câu có lẽ là như vậy? Tại vì tôi thấy chị tốt phước cho nên mới gặp được Phương đó. Cũng có lẽ là như vậy. Nếu không gặp được anh Phương thì cả mẹ lẫn con chắc gì còn sống đến hôm nay. Phải đó Tuấn. Cho bạn bè thân thiết với nhau, Phương không nói giấu gì với Tuấn. Trước khi gặp Phương thì Nga đã yêu lầm một thằng sở khăn gạt gẫm để hẹn đốn mạc vô cùng. Người mang thai rồi nó bỏ đi cưới vợ ngay. Nếu mà Mò biết cái thằng lưu manh thật là điều cán thì Mò sẽ đánh liền dạy cho bài học bỏ đời sở khăn. Không, nó không có tội gì cả. Nó không có tội gì cả Phương ơi. Sao lại không tội? Tuấn đừng có binh vực cho nó. Nó đã đi cưới vợ, bỏ mặc cho người ta trôi dạt xuống Mỹ Tho. Trong lúc sanh khó, nè, nếu không có Mo thì Nga đã chết rồi. Trời ơi, ăn ở bất nhân sát đức như vậy còn gì mà không có tội? Nhưng ai có biết đâu, đó chẳng qua là sự hiểu lầm đáng tiếc. Vì thế nên gần một năm trời nó quyết lòng tìm lại bóng hình xưa. Để khẩn cầu giáng sinh tha thứ, đến khi nó đã hiểu rõ sao.
sang danh vọng, nên phải chia xa mỗi đứa một con đường. Nhìn lại mặt nhau mà nghe chua xót nghẹn ngào. Hồi nãy giờ em nói chuyện của ai vậy? Em nói chuyện của... Anh Phương à! Anh Phương, khách đang đợi anh ở trên lầu kìa. Họ đòi có mặt anh mới được đó. Ờ, thôi được, để tôi lên. Em à, em ở đây tiếp chuyện với Tuấn thay anh nha. Em... Nhưng mà tôi... Chỗ bạn bè thân thiết, tôi đừng có ngại gì hết á. Cứ tự nhiên, mò phải bận lên lầu một chút. Anh Tuấn... Cậu Ngân... Chắc cậu giận tôi lắm phải không? Đời mà, có chuyện gì giận đâu anh. Nghèo thì thua thiệt thôi, đó là chuyện thường tình thôi anh à. Cậu Ngân, tôi xin cậu hãy thông cảm cho tôi. Chẳng qua vì sự hiểu lầm mà tôi đã hóa ra là người phản bội. Hiểu lầm mà? Theo tôi thì đây không phải là sự hiểu lầm đâu anh Tuấn à. Mà người ta đã sắp đặt mưu sâu để khôn ngoan xảo quyệt. Kẻ nghèo đành thua thiệt, phải mang vào bao nỗi đắng cay. Người ta thì nào có rõ hay, cho một cô gái không may yêu lầm người nên chuốc lấy bi ai. Cậu Ngân ơi, tôi hối hận bởi việc làm của tôi trước kia nên mới gieo khổ cho Nga. Bao năm trời trôi dạt phương xa, bây giờ anh hối hận quá muộn nghi màng rồi đó anh ơi. Vì tôi nay đã có đôi, ở phải thì gặp phải đó thôi. Trời ơi, thật là chua xót cho tôi. Hôm nay tôi đã bị trời phạt tôi rồi, chỉ vì ngày xưa. Thôi anh Tuấn à, chuyện gì qua rồi hãy để cho nó qua luôn đi. Đừng gợi lại làm chi mớ tro tàn đã tắt. Chào anh. Anh Tuấn, em rất ngỡ ngàng khi gặp lại anh đây. Không, chính anh mới là kẻ ngỡ ngàng hơn ai hết. Vì anh có ngờ đâu, Nga lại trở thành là vợ của bạn mình. Anh có giận hờn quán trách em không? Anh không có quyền hờn trách Nga đâu, mà chỉ tại Hoa Công đã sắp bày ra trò đời nghiệt ngã. Ngài gặp lại sao u buồn khôn ta, ôi nghẹn ngào lệ đông nước rèm mi. Giờ phút này hãy nói với nhau đi, để mai một mũi người chia ly mùi ngà. Kỷ niệm vui theo tháng ngày quên. Phải, kỷ niệm năm xưa như những giọt mưa tan rồi theo trời quang mây tành. Cô nén đau thương chôn sầu, cô quạnh ôm nỗi đắng cay để tiễn đưa ai trọn hạnh phúc bên chồng. Mắt kề mắt nhau mà nghe lòng cách xa lòng. Cùng bởi tại ai nên duyên đầu gian dở, lưu luyến làm gì chứ khổ lụy mãi đầu xa.
phải tại em, cũng không phải tại anh, mà có lẽ do nơi trời cao xuôi khiến. Xin chúc cho Nga cuộc tình duyên đầy trọn vẹn, kỷ niệm ban đầu mình trả lại cho nhau. Trước khi tôi rời khỏi nơi đây, xin Nga vui lòng cho tôi được biết con của tôi tên gì, nó là trai hay gái? Nó là trai. Và em đặt tên bé Tú. Con trai, bé Tú. Ôi tôi sung sướng lắm rồi, tôi mãn nguyện lắm rồi. Giờ đây tôi xin chúc cầu cho Nga và Phương bạn tôi được trăm năm hạnh phúc. Kìa Tuấn, Phương. Thì ra trước kia Tuấn là người yêu của Nga, và cũng là cha của bé Tú à? Phải đó Phương. Cũng vì Tuấn nở đang tâm làm gãy đổ một tình thương, Nga là viên ngọc quý mà mình không biết giữ. Tuấn, đây cũng là do nơi trời cao sắp đặt, Tuấn cũng đừng hờn trách chi Phương. Không, không đâu Phương. Người đáng tội chính là Tuấn đây. Vậy trước khi đi, tôi xin hát bài tình yêu trăm năm để tặng cho Phương và Nga trong ngày sinh nhật của Phương. Ôi, thật là hân hạnh cho Phương. Cho nhau lỗi lầm rồi tình yêu sẽ đi vào trăm năm. Bài hát ấy vẫn còn đấy, nhưng giờ thì đã mất đi ý nghĩa. Tại sao? Vì ngày xưa người ta tự ví mình như một vị quân vương sẽ đến tận miền quan giả thâm sơn để rước nàng về chốn cung sơn và đưa lên ngôi hoàng hậu. Nhưng rồi kết quả của chuyện tình yêu ấy ra sao? Kết quả của chuyện tình cáo đẹp yêu thương chỉ là
rừng núi bao la có một loài hoa đang ngóng đợi tinh hồng. Xếp lá ngây thơ như khép kín quê phòng giữa chốn quan sơ núi rừng cô tịch. Chờ một vị quân vương mà vị quân vương ấy lại vô tình hờ hững để cho cánh hoa xinh héo tàn theo năm tháng, còn vị quân vương lại say sưa cùng người ngọc chốn cung hoàng. Ôi bài ca nghe qua sao đậm đà ý nghĩa của một thời hai kẻ đã yêu nhau, và bài ca đã trở thành là tông biệt để kính chúc hai người được hạnh phúc bền lâu. Anh Tuấn, cậu Ngân, tôi là người lỗi nhịp cầu duyên thì phải gánh lấy sự thiệt thòi trong tình cảm. Thôi tạm biệt Tuấn. Anh Tuấn. Anh Tuấn.